Ok anh em, bây giờ đến cái thời điểm nạp top. Anh em cùng xem sơ qua cái top nha. Anh em cùng xem sơ qua top nha. Nói chung thì hôm ngày nay là ngày cuối cùng rồi, 28 rồi. Đúng 11 giờ 59 phút 59 giây tối nay sẽ kết thúc đua top event phiếu biến ngon. Hiện tại top 1 thì được một món trang bị hạn chế hồng kim môn phái vĩnh viễn, kèm theo một hồn con ngựa xích lông cầu hoàng kim là nó cháy lửa dưới chân anh em. Xong rồi một set hoàng mỹ mắt, một set đăng ba hoàng mỹ mắt ốp đó, để kèm theo một cái ấn 30 ngày. Top 2 cũng vậy thôi, top 2 cũng tương tự AC, mà nó khác một cái là cái con ngựa xích lông cầu là ngựa xích lông cầu bình thường như ngựa này thôi đó. Rồi mất tiêu rồi, đây ngựa xích lông cầu bình thường như thế này thôi, không có hoàng kim. Hồng kim thì dưới chân nó sẽ rực lửa sáng hơn nha anh em. Đó. Thì nó cũng như nhau thôi. Rồi top 3 thì được một con xích lông câu, một set ăn bàn hồng mỹ, hồng mỹ. Đó. Rồi chỉ có top 1, 2, top 3 thôi. Hiện tại thì hồi sáng Khải cũng đã nộp vài ca rồi. Tí nữa Khải thì đóng thêm một mớ nữa cho xong. Bây giờ thì anh em cùng xem sơ qua bảng xếp hạng. Hiện tại bây giờ là 11 giờ đúng nha. 11 giờ đúng. Em cũng xem bảng xếp hạng hiện tại. Xem xếp hạng đua top cá nhân. Hiện tại thì sáng khai nạp 3.000 mấy rồi. Còn một mớ nữa tí nộp sau. Khoảng 11 giờ 58, 59 giờ đó lúc đó nộp. Grab thì nạp 9.000 mấy. Trực thì 1K. 21 cuốn thì 357. XN Avagaton thì 315. 321 với 321 là 300, thần thanh 170, một dây 10, anh không quên xấu. Bây giờ thì Khải cũng đang chuẩn bị một ít, giờ Khải nộp cái này trước cho nó tròn điểm, cho nó số, cho nó đẹp. Tí nữa phát cuối cùng Khải sẽ đọc hết cho luôn. Đây. Anh em xem video đừng quên ủng hộ lại hãy một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Ok, Khải nạp phát một cái này. Ok, trúng luôn. Đẹp luôn nha. Đó, 5k. Tí nó đập phạm 1 nữa là xong. Ok, giờ đứng chơi thôi, đứng chém gió thôi anh em. Này thì quan trọng nhất là giai đoạn cuối thôi, cuối giải thôi. Cuối giải thì phần thưởng khá là khủng. Được Khải bật trang web cho anh em xem phần thưởng nha. Hãy bật trang giáp web cho anh em xem phần thưởng nha. Đây đây, tình nghĩa giang hồ.com. Phần thưởng là phiếu bên ngon của server Đại Chu Nguyên. Đại Trung Nguyên đâu. Đây rồi, Khải sẽ lướt sơ qua cho anh em xem. Trước khi đợi bắt đầu nộp vào cái kia thì Khải sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em xem. Anh em cũng có thể nhìn xem trên màn hình. Ok, anh em đã thấy chưa? Nó bắt to là anh em dỡ xem. Họ đọc được tốt phiếu với ngon server Đại Trung Nguyên. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Nguồn gốc sử dụng nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hoàn thành vượt ai có này. Hoàn thành nhiệm vụ phân vận độ chuyên lệnh có này, tiêu diệt boss đại, boss tiểu, boss thủy tặc này, sử dụng quả hồng kim tổng tổng kim trên 30k tích lũy, rồi công thành lỡ bao công thành chiến đó. Đáng lý là đến ngày 21 thôi, nhưng mà hôm bữa server bị trục chặt nên là phải kéo dài thêm một tuần, thành ngày 28 là cuối mua ngày hôm nay. Đó, sẽ nộp tại khu vực ba lần hiện. Đây anh em cùng xem qua top 1, Khải sẽ quán đen anh em xem. Top 1, một món trang bị hoàng kim tùy chọn vĩnh viễn, một set lông cầu hoàng kim nha, hoàng kim nó sẽ rực sáng nha. Một set đăng băng hoàng mỹ, một hoàng kỳ ấn, lựa chọn một trong bốn loại sinh lực kháng tất cả, tốc di chuyển, bất tử trận pháp, ấn có thời hạn 30 ngày. Top 2 cũng tương tự như vậy thôi anh em, nhưng mà cái ấn của mình, nếu mà anh em nào mà đặt top 2 thì cái ấn sẽ là một hoàng kỳ ấn loại sinh lực, và nó khác một chỗ nữa là set lông cầu vĩnh viễn, không phải hoàng kim. Hoàng kim là nó đẹp hơn, cái dưới chân ngựa nó rực sáng, theo mình nghĩ là vậy. Rồi top 3 thì nó lại mất đi một món trang bị hoàng kim tùy chọn vĩnh viễn nha anh em. Nó chỉ được một set ăn ban hoàng mỹ, một xích lông câu. Đó. Rồi top 4 đến top 10 là nhiều anh em đang khá là quan trọng về cái top này, tại vì nhiều anh em không đua á, thì anh em có thể tranh giành top 4 đến top 10 là một rương hồn kim và tẩu móc 8k. Móc 8k thì đây là một cái thời gian cày giả tẩu khoảng hơn 7 tháng rưỡi mới có. Mà nếu như anh em là may mắn đạt top 4 đến top 10 thì sẽ nhận ngay cái móc giả cầu 8k là một cái rương vũ khí hồng kim môn phái tùy chọn anh em. Vũ khí hồng kim môn phái tùy chọn anh em. Đây, chú thích vật phẩm này có luôn đây.
chất lông cao hoàng kim siêu đẹp rực cháy, cam kết không xuất hiện con thứ hai thứ ba sau 3 tháng nữa đó. Con thứ hai sau 3 tháng nữa nha, 3 tháng nữa mới có đó. Ví dụ vậy, hoàng ấn sinh lực kháng tất cả, tốc độ di chuyển bất tử trong pháp, kỹ năng hoàng ấn sinh lực là sử dụng cho tất cả đồng đội xung quanh tăng 1000 điểm sinh lực. Kỹ năng hoàng kỹ ấn kháng tất cả thì sử dụng cho tất cả đồng đội xung quanh 20 kháng tất cả. Kỹ năng hoàng kỹ ấn tốc độ di chuyển sử dụng cho tất cả đồng đội xung quanh tăng 20% tốc độ di chuyển. Kỹ năng hoàng kỹ ấn bất tử trận pháp sử dụng tạo khiên cho tất cả đồng đội hiệu ứng bất tử trong vòng 3 giây, tạo cho ban hồi bất tử 3 giây, cũng như là cái ấn này nè, như ấn trên người khả năng đeo. Dạ thôi, cái ấn giải pháp này anh em cùng xem qua này, cũng như cái ấn này thôi. Đây, cũng như cái ấn hóa giải sát thương 3 giây thôi, nó không khác gì cả. Bút nghĩa là nó giải ấn cho toàn xe gần khu vực đó. Còn cái ấn này thì chỉ giải cho một mình thôi, đơn giản. Ok, anh em cùng chờ đợi vài phút nữa, Khải sẽ trở lại và nộp phiếu tiếp tục cho anh em xem. Và anh em đợi một chút nha, Khải sẽ đứng tạm dừng ở đây. Một trước đặt ra. Nãy người đó nó chửi em mà. Đó là kẹo. Không biết nó chửi, tự nhiên chửi đồ mẹ đồ má đồ sao lồn đồ. Thể hiện người lớn đi bạn ơi. Người đâu? Mẹ tao cầm đầu rắc lên kìa, rắc lên kìa, rắc lên kìa. Sao đâu? Bỏ cái đồ bắn ra ra. Đó rồi. Ok anh em, bây giờ thì 11:55 rồi, Khải nạp thêm ít nữa. Đó. Nạp là ít nữa lên top 10. Thôi, lên top 1 chứ. Đây. Rồi ok, Khải sẽ canh tiếp tục thời gian cuối cùng. Còn 2 đến 3 phút nữa thôi. Bắn lúc à. Chơi gió đầu. Đã như phun đồ, à cái một đống đồ đánh ngắt nhân luôn. Đánh nhau luôn á. Tập một thôi. Đánh ở băng rồi đấy. Mày đi nghỉ vậy? Nghỉ tao kêu mà, tao nói chính thức kết mà. Mày cái em rồi nhau nha mày. Balong cái này, bọn anh đánh nhau balong đông lắm. Một má gió đầu, phải lồn chưa? Ờ, được không? Balong Nguyễn này, đây, Balong Nguyễn đi. Cô bảo đi Nam. Đây, qua đây. Ở xưa nó bắt qua ba lăng rồi. Qua ba lăng rồi. Em thật anh phù em đéo như người ba lăng rồi đâu rồi. Ừ, thôi thế em ở nhà em đi ngủ đi. Em mà đi ngủ rồi. Ai, chuẩn bị nó đi con mẹ ăn. Em đưa tiền nó để một nó mua lệnh bài cho em để em đưa cho anh. Mà con mẹ nó thiếu, nó cầm đèo nó gì cả. Thế à, mất dạy. Thế con mẹ mày, anh nó mặt luôn. Mẹ thay lão cho anh nhỉ. Quá lao. Mà thẻ số đỏ ở đâu em cũng xăm luôn. Thẻ số đỏ luôn. Chết cha, thẻ số đỏ nha. Địt mà mai em rõ thì thẻ số đen luôn. Mà lỡ bất lộ bất diệt bot đâu em để em đuổi sát nha. Cho thẻ số đen luôn. Đây, tranh thủ. Phục cuối. Đuổi thẻ anh nặng nha. Vì nhá, tính dậy vào nó vì nhá, ông Khải nhá. Anh ơi. Ủa, nhưng mà anh em ở 35 giây làm gì? Nó 35 giây đấy. 32 giây rồi. Quyện nhau kéo đi, bẹp quyện nhau đi làm cái giáo. Sao quyện nhau? 32 giây rồi nhá. Ok. Chắc phải lên đến 40 mấy 50 giây, gần 50 giây đấy. Cái 50 cân đủ nhau. Để em đang xay xong rồi. Ơi anh. Mai mà hỏi em mà em có được anh 13 có gì nó chia ra nó đập luôn cả em giết anh Nam ạ. Giờ bây giờ anh Nam cần đối với anh bảo em luôn là em có luôn. Đẩy vào đi Khải ơi, đẩy hết Khải ơi, đẩy nhanh 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 đẩy ra thì đẩy đi. Anh có lời bảo tên cái lô thôi. Hết là thua. Đó. Như đó à. Viết ngay thua nó 1-2k mà. Top 2. Địch ngay má.
Thôi, top 2 thôi, biết sao. Top 10 có 362 cái kìa. Ai. Đây một thần tăng cũng 470 cái đây. Cái top liền mà. Anh làm cần thiền hơn cho. Có, mày cho tao thì tao lấy hết. Em còn cả xác ấy. Xác thì thôi anh, không lấy. Bà môn lúc khi viện, bà môn áo choàng hay đồ bằng kim. 59. Để cho anh hết mà em nghỉ game. Vợ em ngoài em tao lắm. Hôm qua vợ em tát em phát hiện tao mặt tôi. Má thủ 2k. Sợ lắm. 362 cái anh bảo tôi. Vừa 3 vô vả. Thằng tư đe nó được 2 dương rồi. Tình nam bảy cái âm được mấy trăm như thế là ngon. Hai dương này em được 2 dương. Anh nhìn thấy rồi. Có em 800 cái, 900 cái thì không phải bị bắt cái top 1 biết mất ở lúc nào không? Nào. Mất cái khúc mà ông không gom mất khoảng tầm cỡ 3.000 cái. Của anh Nam hay anh Thành ấy. Thôi top 2 cũng được, vừa vốn. Có là được rồi. Sợ rớt top 3 kìa. Hát lộn hàng VIP ủ được 2k cái kìa. Hàng VIP với cả nó là 1. VIP là nó là 1 đấy, thằng này. Hàng VIP là thằng Trường với chỗ này nữa. Rồi. Tôi bảo này nó còn biết hẳn luôn là ông số lượng bao nhiêu đấy. Đấy. Bài toán đâu đâu. Đủ mẹ nó biết ông luôn rồi nó mới lấy hàng 3 đó. Chưa ra nhưng được 2k vào lúc 11:56 nó nộp 2k mẹ rồi. Nó thấy là nó biết ông luôn rồi. Ừ. Đéo đỡ được. Ơ. Thấy tí hôm nay nó tốt. Nhận thưởng luôn chưa đại ca. Top 2. Mà cay nhỉ. Nhưng mà thật ra nó biết rồi đâm ra nó lục thế không nó còn hơn thêm cộng thêm 2k nữa. Nói này, ông Thành ông vừa nhắn tin này nó bảo là nó biết trước hay sao ấy mà nó dám chia ra cụ nộp kìa. Ừ, má chia luôn phải luôn. Khải. Nó biết rồi. Khải. Ơi. Mày top mày. Top 2. Top 2 rồi cái đéo rồi. Được chứ. Mà điều thua top 1 con ngựa. Cái ngựa ấm. Áo ba bệnh viện đó. Áo vượt ấm ba hoàn mỹ. Ừ. Ban đầu giá cho anh em đó. Hợp lý. Mày nghỉ game rồi mày quan tâm gì nữa hả Khánh? Không em nghĩ thế thôi. Thua keo này. Đúng, mày ta bày keo khác là những mấy ngày lan dữ. Không biết còn đến keo sau nữa không? Ta nhưng mà có keo khác. Nhưng mà kinh quá vậy. Hả? Hơn 2.000. Hơn 2.000 à? Tất cả lô đại tôi rồi, tôi bạc rồi, hơn 3.000 tài mà. Đi mẹ lô tại tôi rồi. Giờ nhận dòng liên đấu à? Cái mới lồn nhỉ? Đi con mẹ mới hơn lồn hơn 2.000 cái, cay thật. Thằng Thanh Trực cái đủ má đúng mà mày ngu mà không? Đi mẹ mày đập ngàn cái mà.